ngày 15 tháng 12, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy đến một nhà dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để trộm cắp, tuy nhiên bị chủ nhà phát hiện và truy đuổi. Cụ thể, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 14 tháng 12, hai thanh niên đi xe máy không có biển số chở nhau đến trước một căn nhà tại hẻm 52 Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này phát hiện chiếc xe máy của anh T, 27 tuổi, đang dựng trước nhà. Một thanh niên đã đứng cảnh giới, người còn lại chuẩn bị dùng đoạn bẻ khóa. Tuy nhiên lúc này có một người phụ nữ đi vào con hẻm, nam thanh niên nhanh chóng lấy một chiếc ghế của người dân rồi ngồi lên, vờ bấm điện thoại nhằm đánh lạc hướng. Khi người phụ nữ vừa đi qua, nam thanh niên tiếp tục thực hiện hành vi phá khóa. Lúc này anh T ở trong nhà phát hiện chạy ra truy đuổi. Tuy nhiên hai thanh niên này đã nhanh chóng chạy thoát. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Anh T cho biết do tài sản vẫn còn nên anh không trình báo với lực lượng chức năng.